đến từ trung tâm VMTC. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em liên quan đến một cái ban liên quan đến khóa Smart Key dòng Yamaha trên xe Janus. Thì cái ban của nó như sau. Thì các anh em thấy thì cái đèn báo của khóa Smart Key này nó sẽ sáng hoài ngay cả khi mình bật khóa. Để máy nổ. Thì cái đèn báo này nó sẵn hoài thì không có liên quan gì, ảnh hưởng gì đến quá trình sử dụng, nhưng mà nó sẽ gây ra hiện tượng hao pin và làm cho người dùng khó sử dụng. Thì tương tự như trường hợp là chúng ta cái đèn báo Smart Key này không có sáng, thì khi bị cái hiện tượng này, nguyên nhân là do hư cái tín hiệu điều khiển trong cái ECU của khóa Smart Key. Thì chúng ta sẽ cùng đi tiến hành kiểm tra và sửa chữa cái phần điều khiển đèn của cái ECU này. Và hẹn gặp lại các anh em. Rồi sau 15 phút sửa chữa thì mình đã hoàn thành xong cái lỗi của cái ban này. Rồi mình cùng quay lại đèn táp lô. Thì đèn táp lô nó đã tắt. Mình cùng bật khóa cho các anh em xem. Rồi đèn check của khóa Smart Key đã hoạt động bình thường. Xe đề máy nổ.